chờ những cái này con nó chưa ghê đâu, con này chưa ghê đâu à, dưới cùng gắn nó mới ghê. Còn cái thằng gối ông tí đâu rồi, kiếm chỗ mát ngồi rồi. Quay đến khi nào mọi người về em cho giữ sáng giờ luôn rồi. À, hãy chia sẻ và bấm like giúp em đi ạ. Đây. Chưa. Chưa chia sẻ và bấm like giúp em nè. Tăng 1000 người xem. Chưa qua chuyện gì. Người like ạ. À. Trước màn hình của chú này là sĩ Trung Luân. Trung Luân và cô đi. Vô đi. Vô đi. 1 2 3 vô. Vô. Tem thiếu nhiên vô nước ngọt. Vô chị Thảo. Vô đi mấy chị. Mọi người cứ vô tự nhiên đi. Mấy chị cứ tự nhiên coi như máy quay không thấy, máy quay thì tự nhiên là mình được. Đúng, máy quay. Đúng rồi. Sẽ nghe xung quanh này không có ai gì đó đâu. Không dám ăn, cầm cái máy quay chỉ vô cái màn này. Đây cái gì? Cũng còn các cô chú khán giả còn rất là đông nha cô chú. Cái mặt này nè. Sao anh phải bỏ? Sao anh phải bỏ? Sao anh phê tụi nó? Đi. Sao giờ vậy? Sao anh phê tụi nó? Kéo quá trời luôn mà không hiểu phê. Ừ. Không có lúc mà chụp hình á, gửi qua chứ. Sao đây? Sao đây anh? Trả lời cho em biết đi. Trả lời cho em biết đi. Em không chịu đâu. Rất cục cô về. Tôi nói là không, tôi nói là bị lộn luôn á, làm chụp cái hình mà lúc mà họp má ư đó là gửi cho anh nhỏ không chịu. Dạ mấy cô cứ sao đây cái điện thoại cho không xe phải rồi trời. Rồi bắt đầu là giặt rồi. Xong lên xe tới mổ chị ra. Bởi vì chị không đụng tới họ. Nhộng nhẹo lắm cô. Chưa đến được. Khi là cũng ngập trên xe rồi cô. Kêu anh hai hát hả? Vọng cổ hả? Tại vì bốn máy dữ vậy trời. Khán giả kêu anh hát không anh hai? Khán giả kêu anh hát. Anh câu nghe anh. Giờ Bắc Năm anh lựa bài nào của Bắc Năm anh ra anh xịn quá anh. Xịn. Trời ơi. Nghe anh hai nói xịn với là vui gì đâu. Bài trong TikTok là anh hai hát rất là hay nha. Cô Tân Cổ nó rất là hay đó. Trong TikTok á, có một câu rất là hay. Lại đi. Bài dạ, anh hai cho mày hát á. Anh hai cho mày hát á. Hai bì nha. Cho bài cho vừa lòng em. Ông luôn cái bài hàng mặt tử đi. Rồi rồi. Hàng mặt tử là bài hát đó là mọi người chắc có lẽ là bài đó là ba cũng rất được nhiều khán giả. Sao hát bài hàng mặt nơ mà hàng mặt tử rồi. Chưa học thuộc. Thì ta nghệ sĩ mà. Bắt đầu anh hai hát để tặng mọi người nha cô chú. Rồi chuẩn bị. Quay phim chứ đừng ghi âm nha mọi người.
Không thì quay phim công khai chứ đâu ghi âm. Không được ghi âm nha. Ai mua trăng mà nàng định đem trăng đi bán, người định bán bao nhiêu một anh trăng vàng. Vỗ tay, vỗ tay. Người ở trần gian hay từng chốn cung hoàng, ta muốn hỏi người điên hay tình mà cất tiếng rao hoài. Bán một dần trăng đã mấy đêm rồi, người ngồi đêm sao băng, nghe sương khuya nhỏ giọt vào hồn. Tôi muốn hỏi nàng mua được một dần trăng, nhưng chỉ ngại rằng trần gian u tối. Trời ơi, nó liền tim yêu lắm. Bán nàng bán trăng không bán mà sao bán đứng. Mẹ bị bán đứng. Cái gì vậy? Em đi hát bài đi, em đi hát đứng nó nằm ở trên. Trăng không bán mà em đi bán đứng âm. Giờ vô miếng mà giờ tiếp tục câu 2 nè. Thì vô 50 kìa, 50 kìa. Đổi lại là bài nha mọi người. Hàng mặt nơ. Hàng mặt nơ. Bán đứng chứ không phải bán nằm hả chị? Hát liệt quá ngọt luôn. Bán trăng à? Bán trăng nha, em không bán trăng mà em đi bán đứng. Sang mời mỗi người miếng nha, cái này cực kỳ ngon nha. Đang nói ăn vô cái là lo và sức lực mình là càng mạnh mẽ là... Một phút dành cho quảng cáo. Trái siêu ngon của xóm Hồng Loan, của năm đoàn thị điểm nha quý vị. Đâu anh thấy em nãy giờ đói lắm á, nhưng mà tại vì ngại không ngon sao đâu anh. Quay ngon sao đâu. Nó quá là ngon. Dừng cặn cái miệng đó. Mãi vô. Chỉ dần một cục là uống một ly nước là no tới chiều. Nãy giờ em ngại không dám ăn đó, nhưng mà thôi đưa nó vô cho mang làm ngon bắt đầu. Ủa anh. Chị ăn cho miếng sao. Cái này ăn là không ngon. Cái miệng vậy mà kêu nghe hồi chửi tôi chưa chửi luôn lắm. Mọi người thấy nó chửi không? Có lộn cái này ăn vô là mình sẽ hiểu. Mọi người thấy bây giờ đi chửi không? Cái này ăn vô là livestream đi cũng chửi luôn đó. Ăn không đụng chạm tới ai luôn á. Ai nhột chịu à. Đó lắm nha cả nhà. Có tặng bài em lên hai ơi, lòng hát tiếp nữa. Tiếp tục đi, cho hết ba câu luôn hai ơi. Có câu à. Em quảng cáo đi. Ngon lắm, thấy cực kỳ ngon. Đi đi đi. Nãy giờ thấy ngại nhưng mà vô đúng cái là. Em chỉ có giống như đèn. Các bài gì nói buồn không luôn nha. Tại vì cái này là em mua em đem về. Trời ơi, nàng bảo rằng ta đi hai tỉnh gì đó. Còn đi tỉnh hay đi mà đồng đội ra đồng đội. Lâu quá ông hai. Giao lưu tặng. Mời cái quạt đi. Sao đâu rồi? Cái quạt rồi chị Trang. Quạt rồi lưng xin bán cho bên đài đi anh ơi. Vô tiền câu lên hai ơi. Tiếp nhỏ thiệt lên hai. Đi lại cái bài này mẹ ở đâu hai cái này. Khai thác mà thôi mà bỏ miếng này là đi. Đạo diễn chưa phát hiện được cái sự nứt lùng bên trong chị. Đúng rồi. Cái bạn ăn cầu chắn gì. Bà thay vô kép hề. Chị là vô vai đầu thọt, cái chịu không canh ta giữ. Sao cái gì mà đầu thọt mà. Vai đầu thọt. Tiếp bên hai, 1, 2, 3 vô nay ơi. Đã hỏng được. Làm gì bà Nguyên Vũ rồi. Bà Nguyên Vũ đến nữa kìa. Hỏi bà quên báo bao nhiêu bà. Giờ anh em nào ra đón anh Nguyên Vũ, anh đón Nguyên Vũ. Anh ở đây, anh em nào ở đây, hai cho anh một like nha. Bây giờ rất là đông anh em. Chuẩn bị ghế cho anh Nguyên Vũ ngồi. Anh em chia ra bớt bớt đây đó, bắt đầu chạy ra đón anh Nguyên Vũ rồi đó. Đi thua một người dân. Những người dân đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi không nghĩ cho mình. Giúp người xa cơ nào muốn trả ơn, mà tại sao ta ném một nhà. Giúp người xa cơ mà lén ghi âm. Không có này, không có ghi âm. Quay hình trực tiếp. Em trực tiếp à. Không có đỉnh cao của lưng lẹo á. Trời, cảm ơn chị luôn á. Trời, nó ba ba của em nó khó ghê luôn á. Thấy anh cái giùm đây. Có tác nữa. Đói này cùng với. Đấy nè anh, chờ. Đây. Cái này ngon ghê. Mà nó quen đường đá. Có đá mà anh đây. Anh Vũ ơi, chờ anh. Đây là đá đường anh. Đây em làm anh ơi. Nè muỗng nè. Nãy em cũng nhức xăm. Nguyên Vũ đã tới nhà đồng nhà. Anh Nguyên Vũ đã tới. Để Nguyên Vũ qua và anh Tú đi. Phương này đường nào cũng lại đây. Trước sau rồi anh Nguyên Vũ lại đây. Để cho anh đi lại thắp hương cho chú Năm đi.
đi. Dạ, cảm ơn chị em dần lũ về. Dạ. Vui quá ha, hy vọng là mỗi năm năm nào cũng vậy. Dạ. Không, nếu mà anh chị em mà tổ chức như thế này thì năm nào chắc anh là khán giả cũng thì sẽ năm đấy. Nào mấy anh em cũng sẽ lên một bàn. Tại vì cứ nó truyền cảm từ cảm nhận của dân của anh em gia đình và YouTube thì kết nối thì cái tình yêu thương nó khán giả xem hoài thì khán giả sẽ nhớ mãi.